Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý của siêu thị Hàn Quốc Kora Shop 24 giờ. Với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nên Kora Shop 24 giờ luôn luôn chọn những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại Hàn Quốc để đem tới tay các bạn nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Và hôm nay thì Ngọc Hoa xin giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm rất nổi tiếng tại đất nước Hàn Quốc và hiện nay đang được ưa chuộng tại Việt Nam, đấy chính là tinh chất nhụy hoa nghệ Tây Hồng Sâm của Hàn Quốc. Vâng, Hàn Quốc thì được nổi tiếng không chỉ bởi linh chi mà còn bởi nhân sâm đúng không ạ? Các công dụng hay là các loại saponin ở trong hồng sâm thì được mọi người biết tới rất là nhiều, nên là nhân sâm đang được ưa chuộng. Và đặc biệt hơn nữa là hiện nay nó được kết hợp với nhụy hoa nghệ Tây, là một trong những loại thảo dược cũng đang được ưa chuộng tại vùng đất Trung Đông. Hai sản phẩm kết hợp với nhau, nó tạo nên tinh chất nhụy hoa nghệ Tây Hồng Sâm, mang lại cho người sử dụng một sức khỏe dồi dào, một cơ thể khỏe mạnh. Và đặc biệt là đối với chị em phụ nữ chúng ta sẽ có một làn da sáng mịn, đẹp hơn bao giờ hết. Vâng, sau đây thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của tinh chất nhụy hoa nghệ Tây Hồng Sâm Hàn Quốc. Phải nói đến là khi chúng ta sử dụng tinh chất nhụy hoa nghệ Tây Hồng Sâm sẽ giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng, tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch, giúp cơ thể chúng ta đẩy lùi được hay chống lại được các tác nhân độc hại hay các mầm bệnh từ môi trường bên ngoài. Đối với chị em phụ nữ chúng ta, khi chúng ta sử dụng tinh chất nhụy hoa nghệ Tây Hồng Sâm sẽ giúp cho chúng ta chống lão hóa một cách hiệu quả, giúp da của chúng ta sáng mịn đều màu và trị thâm nám. Đặc biệt là nó sẽ làm giảm điều trị được chứng rụng tóc hay là bạc tóc. Tức là nếu như mà đối với các bác lớn tuổi hơn một chút chúng ta hay bị bạc tóc, thì khi chúng ta sử dụng đều nhụy hoa, tinh chất nhụy hoa nghệ Tây Hồng Sâm sẽ giúp cho chúng ta là hiện tượng bạc tóc của chúng ta sẽ chậm lại hoặc là nó giảm đi rất là đáng kể. Và nhờ vào hoạt chất Crocin cũng như là Safenol ở trong tinh chất nhụy hoa nghệ Tây Hồng Sâm đã giúp cho người sử dụng sẽ giảm cái chứng mất ngủ cũng như là các cơn đau dây thần kinh. Nên chúng ta sẽ có một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn để ngày hôm sau chúng ta dậy chúng ta sẽ cảm thấy sảng khoái. Công việc của chúng ta sẽ được tập trung hơn rất là nhiều. Đối với chị em phụ nữ thì đặc biệt là đối với chị em phụ nữ, khi chúng ta sử dụng tinh chất nhụy hoa nghệ Tây Hồng Sâm sẽ giúp cho chúng ta cải thiện các cái chứng như là bốc hỏa, rụng tóc, sạm da khi chúng ta đang ở thời kỳ tiền mãn kinh và sau mãn kinh. Còn những ai đang không ở trong thời kỳ tiền mãn kinh và sau mãn kinh thì nó sẽ giúp chúng ta điều hòa cái chu kỳ kinh nguyệt, cũng như giảm các chứng như đau bụng, đau lưng hay nổi mụn trứng cá khi chúng ta đến kỳ kinh nguyệt. Đặc biệt là nổi mụn trứng cá, đúng không các bạn? Khi mà chúng ta nổi mụn trứng cá thì da chúng ta sẽ rất là xấu và những cái mụn trứng cá đấy lại cực kỳ là to. Vậy thì chúng ta sử dụng tinh chất nhụy hoa nghệ Tây Hồng Sâm dễ giúp chúng ta giảm thiểu tất cả các vấn đề đó, giúp da chúng ta đẹp hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta nhắc đến hồng sâm cũng như là nhụy hoa nghệ Tây thì chúng ta luôn luôn biết rằng công dụng của nó chắc chắn là sẽ có một phần nào đấy cho các bệnh nhân ung thư. Đúng với chính xác vì vậy đấy ạ. Nhờ vào các thành phần như saponin RG3, RH1, RH2 hay hoạt chất Crocin trong nhụy hoa nghệ Tây sẽ giúp ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư, làm chậm đi quá trình nhân bản của tế bào ung thư nên kéo dài sự sống cho các bệnh nhân bị ung thư. Ngoài ra trong hồng sâm thì sẽ giúp chúng ta thanh lọc cơ thể, làm mát cơ thể và tăng cường chức năng giải độc cho cơ thể, nên nó sẽ giúp cho chúng ta đẩy lùi được các độc tố hóa chất còn tồn dư trong người các bệnh nhân bị ung thư, nếu như những bệnh nhân ung thư đã trải qua quá trình xạ trị và hóa trị. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của tinh chất nhụy hoa nghệ Tây Hồng Sâm Hàn Quốc. Vậy làm cách nào để chúng ta sử dụng tinh chất nhụy hoa nghệ Tây Hồng Sâm Hàn Quốc một cách hiệu quả nhất? Thì hãy cùng nghe Ngọc Hoa hướng dẫn nhé. Vâng, đấy chính là hộp tinh chất nhụy hoa nghệ Tây Hồng Sâm của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy ở phía dưới góc chính là những củ hồng sâm cùng với những cành nhụy hoa nghệ Tây. Và trong một hộp này thì gồm có 30 gói, mỗi gói là 70ml các bạn nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy lá cờ Hàn Quốc ở trên này. Và số 6 này chính là 6 năm tuổi của hồng sâm. Kèm theo nữa là sản phẩm đã được tập đoàn Samsung bảo trợ. Hai bên sản phẩm các bạn sẽ nhìn thấy là đều có tem dán niêm phong, bên trái và bên phải đều có tem dán niêm phong của nhà sản xuất nhé. Còn mặt đằng sau của hộp thì các bạn sẽ nhìn thấy từ ngày sản xuất đến hạn sử dụng này, các thành phần của hộp
sản phẩm tinh chất nhụy hoa nghệ tây hồng sâm, và đặc biệt hơn nữa là các bạn sẽ nhìn thấy cả mã vạch ở đây, các bạn có thể check, và chúng ta sẽ có cả hướng dẫn sử dụng ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc cái hộp tinh chất nhụy hoa nghệ tây hồng sâm này ra. Bên trong một hộp to thì sẽ cùng có 6 hộp nhỏ như thế này các bạn nhé. Chúng ta sẽ lấy một hộp nhỏ ra để xem nào. Mỗi hộp nhỏ thì sẽ có 5 gói, mỗi gói vẫn là 70ml. Và các bạn cũng sẽ vẫn nhìn thấy các thành phần sử dụng này, hướng dẫn sử dụng này và lưu ý khi dùng bằng tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc. Ở đây các bạn cũng sẽ nhìn thấy ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng của sản phẩm. Đây, bên trong sẽ gồm, mỗi một hộp sẽ gồm có 5 gói như thế này. Mỗi một gói là 70ml. Chúng ta sẽ dùng như thế nào? Trước khi dùng là chúng ta nên lắc đều để cho cái tinh chất nhụy hoa nghệ tây hồng sâm đều. Chứ không, nếu mà chúng ta để dựng này thường thì cái tinh chất của nó sẽ bị lắng xuống phía dưới này. Chúng ta sẽ lắc đều trước khi sử dụng. Và tốt nhất ý, thì các bạn nên ngâm cái gói này trong một nước nóng một chút để cho nó ấm lên thì uống nó sẽ dễ hơn. Một ngày thì chúng ta sẽ sử dụng 2 lần, mỗi lần chúng ta sử dụng một gói, và đối với buổi sáng thì bạn sẽ uống sau ăn sáng 30 phút nhé. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng tinh chất nhụy hoa nghệ tây hồng sâm Hàn Quốc. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên Cora Shop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất tại đất nước Hàn Quốc để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nhằm đảm bảo, bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân gia đình bạn. Với tiêu chí đó nên chúng tôi đã tạo nên uy tín của Cora Shop 24 giờ suốt 8 năm qua trên thị trường Việt Nam. Nhờ vào uy tín đó nên chúng tôi luôn luôn có những cam kết và chính sách dành cho khách hàng. Thứ nhất, khi bạn đặt hàng tại Cora Shop 24 giờ, bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng. Nếu bạn đang ở nội thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ lúc bạn đặt hàng, tức là một ngày làm việc. Còn nếu như bạn ở ngoại thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày kể từ ngày bạn đặt hàng. Và tại Cora Shop 24 giờ thì luôn luôn có đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình. Và chúng tôi luôn luôn có cam kết cho khách hàng, đấy là trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng. Nếu như kể cả bạn sử dụng rồi mà bạn phát hiện ra hàng của mình không đúng với những gì video mà bạn xem trên đây, thì bạn sẽ được hoàn trả hàng và bồi thường ngay lập tức. Vâng, vậy thì làm sao mà chúng ta có thể sở hữu trong tay mình một sản phẩm tinh chất nhụy hoa nghệ tây hồng sâm của Hàn Quốc đây? Thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn bạn 3 cách đơn giản sau. Thứ nhất, bạn hãy gọi ngay vào số hotline của bên Cora Shop 24 giờ, đấy là 0979 149 256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn nghe toàn bộ về sản phẩm tinh chất nhụy hoa nghệ tây hồng sâm Hàn Quốc, và kèm theo nữa là chế độ dinh dưỡng cũng như là tập luyện làm sao cho phù hợp nhất với sức khỏe của bạn và người thân trong gia đình bạn. Cách thứ hai, bạn hãy kéo xuống phần mô tả phía dưới video, kích vào đường link ở trong phần mô tả. Bạn sẽ truy cập được ngay vào website Cora Shop 24 giờ và bạn có thể đặt hàng ngay tại trên website. Cách thứ ba, bạn hãy tới ngay siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi cũng như phần quà hấp dẫn đặc biệt dành riêng cho những khách hàng đến trực tiếp siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ. Vâng, vậy là chỉ với 3 cách đơn giản như vậy thôi là bạn đã sở hữu trong tay mình một sản phẩm tinh chất nhụy hoa nghệ tây hồng sâm rất tốt cho sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Nó không chỉ là một món quà ý nghĩa cho chính bản thân mình mà nó còn là một món quà tặng vô cùng ý nghĩa cho bố mẹ, người thân hay là những đối tác đồng nghiệp của mình nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an. Để tìm hiểu thêm về những sản phẩm tốt cho sức khỏe khác tại siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ, các bạn hãy ấn vào những video phía bên phải Ngọc Hoa và nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký kèm theo quả chuông nhỏ phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ.